ở quận 4 từ những năm 1950 đã hình thành và phát triển nghề làm đàn guitar. Do sự thay đổi của thời cuộc, các cơ sở sản xuất guitar ở đây ngày càng vắng bóng. Trong bối cảnh đó, cơ sở guitar Ba Đờn vẫn miệt mài với nghề cũ. Tính đến nay, gia đình ông Ba Đờn đã có 3 thế hệ gắn bó với nghề này. Thì hiện nay thì gia đình tôi là 7 người, 7 người con của ông Ba Đờn thì đều theo nghề hết. Như anh hai tôi thì người anh cả đó, thì hiện nay anh phụ trách về cái mảng kỹ thuật chính ở bên xưởng sản xuất. Như tôi là mảng kinh doanh sản phẩm, thành phẩm. Còn những người em của tôi thì đều nằm những cái khâu kỹ thuật. Trước cái gốc của cái xưởng Ba Đờn là nằm ở bên quận Tư. Sau đó vì cái nhu cầu phát triển cái xưởng thì hiện nay xưởng chính để sản xuất thì nằm ở phía mảng Bình Chánh. Để mà tồn tại thì mục tiêu đầu tiên là mình phải cái sản phẩm của mình nó phải chất lượng, uy tín, chất lượng thì tiếng lành thì họ sẽ đồn xa. Thì hiện nay họ người tiêu dùng mà rất là chuộng cái sản phẩm của guitar Ba Đờn nằm ở cái chỗ chất lượng. Thì hiện nay thì tầm khoảng 8-9 ngàn cây mới đủ cung cấp cho thị trường ở trong nước mình. Bí quyết để gia đình ông Ba Đờn duy trì nghề truyền thống, ngoài tình yêu còn có sự cần mẫn chỉ dạy của thế hệ trước với thế hệ sau. Ba tôi á, ông yêu nghề lắm. Thì quá trình mà để hình thành em biết mấy mươi năm. Ở Sài Gòn này có rất là nhiều cái xưởng đàn. Mà vì chất lượng hay là vì cuộc sống vậy đó, rồi họ cũng bỏ nghề. Nhưng ba tôi vẫn gìn giữ. Sau giải phóng thì rất là khó khăn về cái vấn đề sản xuất. Tại sản xuất ra cái người tiêu dùng cũng không có tiền để mà mua. Là điểm khó khăn nhất của sau giải phóng. Nhưng ba tôi vẫn bám cái nghề để tồn tại. Cái giai đoạn đó là nguyên liệu nó không có, mình không có nhập được. Hiện nay thì mình có thể nhập được một số cái nguyên liệu đầu vào ở nước ngoài. Giai đoạn đó thì không có. Thì những cái cửa hàng ở trong Sài Gòn hoặc ở các tỉnh thì họ cũng đặt hàng, đặt ít thì ba làm ít, đặt nhiều thì ba mua nhiều ba làm, rồi cứ duy trì sản phẩm mình làm tốt đó. Thì ra tới cửa hàng người ta bán được, người ta gọi thì ba có hàng ba làm tiếp. Đấy, rồi cứ truyền lại cho con thì cuộc sống nó ổn định, thì con theo nghề, thì thấy ba mình tâm huyết thì mình theo nghề. Mà đặc biệt là 7 người con đều theo nghề, chứ không có người nào bỏ nghề hết. Thương hiệu đàn guitar Ba Đờn tồn tại hơn 50 năm qua chính là do chất lượng của từng cây đàn được làm ra. Quy trình làm nên một cây đàn rất công phu, phải cẩn thận từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào và đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao. Cái người thợ quá trình họ làm lâu năm họ sẽ cảm nhận bất cứ sản phẩm nào từ cái khâu đầu vào, tất nhiên là nguyên liệu gỗ, cái đó là quan trọng. Gỗ thì nó phải được phơi sấy ổn định thì khi làm ra sản phẩm thì nó không có tính nứt hoặc cong vênh. Cái đó là một cái kỹ thuật rất là quan trọng. Cái khâu cân chỉnh cái đàn đó thì cái người thợ đó họ phải có kinh nghiệm, họ nhắm, họ định có thước, có mực mà ra một sản phẩm mà tôi nói ví dụ như dây mà nó cao quá thì cái người thì mới học đàn họ đâu có chơi được, hoặc có thể thấp quá thì nó sẽ bị chạm phím, đánh nó sẽ nhiều tạp âm. Thực ra mà nói thì sản phẩm thì nó rất, tôi có trả lời rất là đa dạng, nó cũng chưa có một cái chuẩn để nào để mình so sánh. Nhưng do một số cái thị hiếu họ cứ yêu chuộng cái đàn ngoại, giá thành nó rất là cao. Mà Việt Nam mình, và tôi khẳng định cái xưởng Ba Đờn có những sản phẩm cũng không thua gì đàn ngoại. Bằng chứng là có những người ở nước ngoài họ đã tìm tới và họ đã thẩm định được cái vấn đề đó. Sản phẩm Việt Nam mình, đàn Việt Nam mình, nếu mà dòng chất lượng, dòng cao, không thua kém gì đàn ngoại. Làm đàn guitar không chỉ là nghề mưu sinh nữa,
đó còn là sự trăn trở làm sao để giữ gìn được nghề truyền thống của gia đình. Những người cháu trong gia đình đã được tiếp xúc với cây đàn guitar từ nhỏ để hun đúc thêm tình yêu với cái nghề mà ông Ba Đờn đã để lại. Ban đầu thì em đi học thì cũng như học về kinh tế, thì sau này thấy cái nghề gia đình mình giống như là cũng có thể phát triển được, thì em cũng đam mê tìm tòi học hỏi thêm. Rồi từ từ thì đam mê tới nó lúc nào không hay. Em sẽ gắn bó với cái nghề này có thể là lâu dài. Mình sống với nó từ nhỏ, hàng ngày mình đều thấy nó, cái từ từ mình thân thuộc với nó quá. Nhiều khi mình xa nó thì mình cũng nhớ. Cái này cái lượng cái trăn trở lớn đối với gia đình đã được hình thành rồi, đã có cơ sở rồi, đã giữ được cái nghề rồi. Về mặt gia đình thì vẫn động viên, khuyến khích con cháu trong gia đình để nối cái nghiệp, cái nghề mà ông Ba Đờn để lại. Bên cạnh đó cũng sẵn sàng đào tạo và truyền nghề lại cho những người không trong gia đình nhưng mà họ có tâm, họ yêu mến nghề thì gia đình cũng sẽ truyền đạt lại. Mỗi cây đàn lại có hình dáng, âm thanh riêng, chẳng cây nào giống cây nào. Tiếng đàn trầm hay bổng đều do người thợ làm ra. Qua ba thế hệ, những người thợ của cơ sở guitar Ba Đờn vẫn ngày ngày mang những dòng âm thanh đẹp đẽ này đến với con người.